Messi bị đau, có nguy cơ bỏ lỡ trận chung kết World Cup 2022. Lionel Messi đã thi đấu nổi bật trong chiến thắng của Argentina trước Croatia. Trên chấm penalty, tiền đạo 34 tuổi ghi bàn thắng thứ 5 ở World Cup 2022 và có pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Tuy nhiên, Messi khiến người hâm mộ lo lắng khi liên tục ôm gân kheo trái, tỏ vẻ đau đớn trong hiệp 1. Anh tiếp tục hành động này sau khi ghi bàn mở tỷ số trận Argentina. Trong suốt trận đấu, khán giả có thể thấy Messi đi khập khiễng và không thoải mái. Huấn luyện viên Lionel Scaloni đã hỏi thăm tình trạng của Messi trên sân, nhưng mà mười ra dấu hiệu có thể tiếp tục thi đấu. Dù bị đau, nhưng Messi vẫn thường xuyên có những pha xử lý kỹ thuật và rơi bóng ấn tượng. Ở tuổi 34, Messi thường đi bộ trong phần lớn thời gian trận đấu để tiết kiệm năng lượng cho những cú nước rút. Do đó, thật khó biết được mức độ chấn thương của Messi và người hâm mộ Argentina sẽ phải chờ thông tin từ ban huấn luyện. Trên mạng xã hội, người hâm mộ lo lắng nguy cơ Messi bỏ lỡ trận chung kết World Cup 2022. Nhiều người cầu mong El Pulgar tiếp tục giữ được sự kiên cường để ra sân trong trận chung kết. Messi đang có giải đấu hay và đã có 4 lần được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Năm 2014, Argentina cũng vào chung kết nhưng anh không thể giúp họ mang về danh hiệu vô địch. 8 năm sau, Messi cần phải có thể trạng tốt nhất trước cơ hội lịch sử. Argentina sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu bán kết còn lại vào ngày 18 tháng 12, tức là còn hơn 4 ngày nữa.